tìm x cột vào số nguyên sao cho 2x cộng 3 chia hết cho x. Thì cái bài này các bạn có thể đưa về dạng đó là 2x cộng 3 phần x cột vào số nguyên. Được chưa? Đó, vậy ta có đây là cách 1 nha các bạn. Cách 1 đó là 2x cộng 3 phần x bằng mẫu số chung tách thành mẫu số riêng. Sau đó các bạn rút gọn, còn lại 2 cộng 3 phần x. Sau đó các bạn lập luận nè, thằng này thuộc vào số nguyên thì đồng nghĩa thằng này thuộc vào số nguyên. Mà thằng này thuộc vào số nguyên rồi các bạn, thì cho thấy 3 phần x, nên 3 phần x phải thuộc vào số nguyên. Mà 3 phần x thuộc vào số nguyên nên 3 phải chia hết cho x. Vậy suy ra khi gặp dấu chia hết mà cái ẩn của mình nằm bên tay phải thì các bạn tìm ước. Vậy x cột ước của 3. Vậy ước của 3 nên ta suy ra x sẽ thuộc những số sau đây. Ước là chia thì chia 1 được nè, chia 2 không được, chia 3 được nè. Và nhớ đây là thuộc vào số nguyên nên ta lấy số đối của nó nữa là -1 -3. Được chưa? Cách 2 đó là các bạn dùng đến tính chất chia hết. Thì ta có nè, 2x cộng 3 chia hết cho x, và x chắc chắn phải chia hết cho x, nên ta sẽ có 2x cộng 3 chia hết cho x nè. X chia hết cho x rồi, bây giờ là nhân thêm 2 nữa cũng chia hết cho x. Tại sao lại phải nhân thêm 2? Bởi vì là sẽ chọn thằng trên trừ thằng dưới để mất ghi cái chữ x. Vậy ta lấy 2x nên 2x cộng 3 trừ 2x sẽ chia hết cho x. Đây là tính chất chia hết của một tổng. A chia hết cho B, C chia hết cho B, suy ra A cộng hoặc là trừ C sẽ chia hết cho B. Được chưa? Rút thì 3 sẽ chia hết cho x. Đây, dấu chia hết ở x của mình nằm bên tay phải, nên suy ra x cột ước của 3. Và các bạn giải tiếp x cột những số ước của 3 là ước là chia 1 được, chia 2 không được, chia 3 được. Do nó thuộc vào số nguyên nên -1, lấy số đối nữa nha các bạn,